nói về ồn nào Minh Dự hơi nhỏ nhặt có thể ngồi xuống giải quyết. Giữa muôn vàn drama showbiz, Minh Dự được gọi tên. Người gọi tên nam diễn viên là Phan Đạt, chồng của Phương Lan. Thậm chí người bóc còn không ngại tác một vài cái tên như Nam Thư, Hoàng Phi và cả Thu Trang, Tiến Luật. Diễn viên Thu Trang ở diễn biến mới nhất đã có phản hồi. Chi tiết sự việc sẽ có trong video sau đây. Vâng thưa quý vị, dù không trực tiếp liên quan tới drama giữa Phan Đạt và Minh Dự, song cặp đôi được quan tâm trong showbiz Việt hiện nay là Thu Trang và Tiến Luật bất ngờ được gọi tên với câu chuyện nói xấu người này, người kia. Đến đây, xuất hiện tại một sự kiện ra mắt phim, Thu Trang đã nhận được câu hỏi liên quan đến chiếc drama Mình Ngồi Không Cũng Dính. Theo đó, Thu Trang cho biết cô có xem qua bài đăng của Phan Đạt, không chủ đích xem nhưng được gửi nên đã xem. Và chính Thu Trang cũng không rõ mục đích của nam nhạc sĩ là gì. Bác sĩ của Tiến Luật cho rằng đây là mâu thuẫn cá nhân, hoàn toàn có thể ngồi xuống tự giải quyết chứ không cần mang lên mạng xã hội như vậy. Đáng nói khi được truyền thông hỏi có buồn khi bị đàn em nói xấu hay không, Thu Trang nêu quan điểm cá nhân như sau. Tôi thấy chuyện đó hết sức bình thường, đôi khi chỉ là lời tâm sự giữa các đồng nghiệp với nhau chứ không hẳn là nói xấu. Còn những nội dung đề cập trên bài đăng đó tôi thấy hơi nhỏ nhặt. Thu Trang cho biết cô và Minh Dự là đồng nghiệp chung sân khấu Thế Giới Trẻ. Cả hai tương tác với nhau khá nhiều vì hợp tính và diễn xuất ăn ý. Nói về đàn em, bài xã Tiến Luật bày tỏ, tôi cũng không rõ tại sao lại đăng như vậy. Bởi nghệ sĩ có mâu thuẫn với nhau thì nên thẳng thắn giải quyết, chứ đừng mang nhau lên mạng xã hội. Đó là một điều rất xấu, tôi không khuyến khích. Về phía Minh Dự, anh chia sẻ với truyền thông, nam diễn viên cho biết đang cùng công ty xử lý thông tin và sẽ đưa ra phản hồi chính thức sau. Vào tối ngày 1 tháng 10 thì Minh Dự cũng đã khóa trang cá nhân, chỉ có những người là bạn bè mới có thể thấy được các bài đăng của nam diễn viên. Thông tin cho những ai chưa biết thì những ngày vừa qua, Phan Đạt, chồng của diễn viên Phương Lan bất ngờ có những bài viết dài trên trang cá nhân nhằm bóc trần sự thật về sự việc liên quan tới một sân khấu, trong đó nguồn cơn được cho là xích mích giữa anh và Minh Dự, nam diễn viên khá có tiếng ở thời điểm hiện tại. Sân khấu TGT được hiểu là Thế Giới Trẻ. Nơi này là nơi tôi may mắn gặp các cô chú, anh chị, các bạn, các em. Tôi có tham gia viết nhạc phụ cho các anh chị em bạn bè free và không nhận thù lao. Và rồi một gã diễn viên hài đinh ở đó lên mặt với nhân viên sân khấu, ép bạn giới thiệu vở diễn không được đọc tên tôi. Đương nhiên là vì để Phương Lan vui vẻ làm việc thì tôi sẽ nhịn. Các bạn trẻ, sinh viên nữ mới lên sân khấu diễn không bị hắn gạ thì cũng nếm trọn tiếng đồn của các anh chị em khác. Cũng thật là đáng lẽ giờ hắn không còn có thể diễn được nữa đâu. Hắn nên cảm ơn chị giám đốc sân khấu vào đêm đó. Nghe nói có bàn với bà chị diễn viên sân khấu là muốn chùm ba bố tập thể dục mình. Inbox đi anh trai, hôm nay là mình hết tình rồi ạ. Chuyện dàn xếp các gương mặt mới toanh vào vai khán giả sân khấu Thế Giới Trẻ chắc sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy những gương mặt non trẻ không chắc nhịp được đóng chính. Rồi khán giả vào cà phê sân khấu bình luận chê, tất cả đều được dàn xếp. Tội là tụi nhỏ đó phải làm theo ý người sắp, hay thì có nói gì đâu, mà giờ thì tự bôi lên mặt và gây ức chế cho các anh chị em khác, ảnh hưởng thêm tới chất lượng vở diễn. Có một sự thật là kể cả các anh chị lớn trước đó cũng đều phải đi lên từ vai quần chúng trong 2-3 năm rồi mới có thể lên vai bằng thực lực. Đây là lần đầu sân khấu có ngoại lệ. Tiếp theo gửi người bạn của tôi. Bạn còn nhớ một tuần trước khi tôi tặng nhạc và quà ngoài đời cho bạn, bạn từng nhờ và tôi che đậy cho bạn. Khi bạn bị này bị kia, tôi chưa từng lắc đầu với bạn. Sinh nhật bạn, tôi cũng không xử tệ với bạn. Sinh nhật tôi thì bạn chưa từng tốn một xu. Ấy thế lại cũng tức nhau tiếng gáy mà bạn nói xấu cả tôi lẫn vợ tôi với anh Luật, chị Trang. Trong khi tôi đủ bằng chứng sống, cách sống lệch lạc của bạn, nó nghịch với lớp vỏ bọc sách vở đó lắm. Tôi dám đảm bảo bài sau tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của bạn. Trợ lý của bạn, tiệc ăn chơi ở quán karaoke đường Lê Lai quận 1, cũng quy mô nhỏ style đích đi đó. Bạn bè và xuất thân của tôi xấu thật, xung quanh tôi, bạn bè ngoài nghề phải khẳng định lại là đa phần là người xấu. Cơ mà công việc họ xấu vì họ không còn lựa chọn khác. Nó khác xa với các quý anh chị đồng nghiệp của tôi, mặc đẹp, sống sung sướng mà đối xử tệ bạc với nhau quá. Tôi dần mất hết niềm tin vào chính con đường mình đi. Chắc chắn không hẳn ai cũng xấu, nhưng sao mà tôi thấy có nhiều người trong nghề quay lưng với nghề quá. Chẳng phải tự dưng có chị nam em hay anh Duy Mạnh đâu, đều có lý do cả đấy. Và để tôi đưa ra quyết định sẽ phải lên tiếng về những gì tận mắt thấy, tai nghe thì tin tôi đi, 5-6 năm tôi nhịn rồi. Tiếp đến là status với chủ đề lần cuối. Ở status này, Phan Đạt tiếp tục nhắc đến một số cái tên. Tất cả các tin nhắn các bạn suy luận không đồng nghĩa với việc nó chính xác. Thầy Nguyễn Hữu Châu là người tôi đã và đang yêu quý. Với những người cống hiến gần cả đời với một lĩnh vực thì không có lý nào tôi làm ảnh hưởng hay sai với thầy. Còn tất cả các sự việc tôi trình bày bên dưới, nó là sự thật. Những thứ tôi nếm thật và vì vợ tôi còn mê nghề nên tôi chọn dừng lại chuyện của cả hai.
để Lan được làm công việc đó. Tôi giờ sẽ không chọn công việc mình đam mê nữa. Thế giới trẻ, tôi thấy đó từ hậu đài, âm thanh, ánh sáng hay các anh chị em nhân viên khác. Họ đều rất tuyệt vời với tôi và các anh chị em diễn viên. Còn bài viết tôi còn nói rõ những vấn đề của một vài cá nhân, không liên quan đến tập thể, nên mong mọi người nhìn nhận công tâm. Đó vẫn là nơi từng tạo ra rất nhiều anh chị em giỏi. Đương nhiên, tập thể này cũng có những cá nhân này kia. Nên bài viết này tôi hoàn toàn nói rõ lại với mọi người để mọi người công tâm trong nhìn nhận vấn đề. Các cá nhân làm tôi buồn: Nam Thư, Hoàng Phi và Minh Dự, chấm hết. Còn lại tất cả những người ở đó, từ các cô chú, anh chị em, bạn, đều là rất tuyệt vời với tôi. Đôi khi mấy câu từ nhạc của tôi viết cũng nhờ những lần nói chuyện và nghe từ họ mà ra. Bù lại, tôi cũng đã cố gắng mời bạn bè từ nhiều nơi tới coi để ủng hộ mọi người. Tất cả các soundtrack tôi viết cho các bạn diễn viên đều free. Tôi đã yêu sân khấu chân thành nhất, không vụ lợi, không một chút lợi dụng. Tất cả các cô chú, anh chị em, đồng nghiệp khi cần tôi đều luôn ép bản thân không được lắc đầu. Nên đây sẽ là status cuối cùng của tôi về sự việc này. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp. Các hình ảnh dưới đây sẽ để mọi người tự nhìn nhận công tâm nhất. Tất cả những điều tôi đề cập, nói tới chắc chắn không nhằm mục đích ảnh hưởng tới cả tập thể. Sương sương là vậy, có thể thấy là Nam Thư, Hoàng Phi, Minh Dự được Phan Đạt trực tiếp nhắc tới. Trong đó Minh Dự được hiểu là người bạn thân vì tức nhau tiếng gáy mà có bài phốt dài dằng dặc đến từ vị trí của Phan Đạt. Và cũng chính Minh Dự là người bị cho là ăn cháo đá bát, nói xấu sau lưng hết người này đến người khác. Đặc biệt trong bài viết của Phan Đạt thì còn có sự hiện diện của một tài khoản nhận là quản lý cũ của Minh Dự. Người này liên tục chia sẻ những câu chuyện xoay quanh thời điểm họ làm việc chung. Những điều mà ai đọc xong cũng phải mắt chữ A, miệng chữ O, bởi nó quá khác so với những gì họ tưởng tượng về cái tên Minh Dự. Tuy nhiên vì người trong cuộc chưa lên tiếng nên đây vẫn chỉ là thông tin một chiều mà thôi. Nói về Minh Dự, nam diễn viên trẻ sinh năm 1995, được khán giả biết đến khi tham gia các game show như là Đấu Trường Tiểu Lâm, Cửa Xuyên Việt, Thách Thức Danh Hài. Minh Dự nổi tiếng bởi sự hoạt ngôn, duyên dáng, cách nói vần điệu, kết hợp thơ văn. Ngôi sao từng chia sẻ với truyền thông vào thời gian cao điểm, anh có thể quay 7-8 game show trong một tuần. Hiện tại, Minh Dự vẫn diễn ở sân khấu kịch Thế Giới Trẻ. Anh cũng tham gia phim ảnh, gần đây nhất là dự án Mùa Hè Đẹp Nhất, ra mắt cách đây ít tháng. Bạn nghĩ sao về điều nào liên quan tới cái tên này? Hãy bày tỏ quan điểm của mình bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nha. Đừng quên theo dõi kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức hot mỗi ngày.